Rất vui được gặp lại bà con nông dân và quý khán giả trong tiết mục Syngenta Thông tin Nông nghiệp. Thưa bà con, tình trạng sâu gối lứa kháng thuốc làm tăng chi phí sản xuất là mối quan tâm của nhiều bà con nông dân. Vậy, làm thế nào để kiểm soát hiệu quả dịch hại này? Sau đây là chia sẻ của cán bộ kỹ thuật và kinh nghiệm của bà con nông dân. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Vụ hè thu này thì bà con biết là mưa gió nhiều thì khả năng cây lúa ta nó sẽ dễ xảy ra đổ ngã. Thì do đó bà con mình cần bổ sung những cái chất dinh dưỡng để làm sao mà gia tăng quách tế bào như là canxi, kali, silic để làm sao để tăng cái độ cứng của cây. Đồng thời chúng ta quản lý nước là ngập khô xen kẽ để ruộng chúng ta nó khô như vậy thì cây lúa chúng ta nó sẽ rễ nó sẽ ăn sâu và nó ít có bị ảnh hưởng đến đổ ngã. Do đó chúng ta cần phải kết hợp giữa quản lý nước và các biện pháp dinh dưỡng để làm sao để quản lý được cái đổ ngã trong vụ hè thu và cũng hạn chế, đồng thời cũng hạn chế về mặt sâu bệnh. Về giai đoạn lập đồng thì khuyến cáo con mình nông dân thì bón phân nhất là lượng đạm và kali phải cân đối hợp lý thì nó sẽ hạn chế được cái sâu bệnh giai đoạn sau. Và nếu phát hiện những cái đối tượng đậu ôm lá hoặc là trái bì lá hoặc sâu cuốn lá thì đến ngưỡng phòng trì thì chúng ta cũng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để chúng ta quản lý những cái đối tượng đó để không ảnh hưởng đến cái bộ lá đồng trong cái giai đoạn này. Nỗi lo lắng nhất của bà con hiện nay đó chính là tình trạng sâu cuốn lá. Thì hiện nay thì bà con biết là sâu cuốn lá nó đang kháng thuốc rất là nhiều và bà con chúng ta là phải phun rất là nhiều loại thuốc, bên cạnh đó là phải phun lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì chính vì thế là nó sẽ gây ảnh hưởng đến bà con. Thứ nhất là do bà con sẽ tốn tiền rất là nhiều để mà mua nhiều loại thuốc và tốn tiền công phun thuốc rất là nhiều. Về phía Syngenta thì mang đến bà con nông dân một giải pháp giúp phòng trừ hiệu quả sâu cuốn lá, đó là cái sản phẩm Incibio 200SC. Thì với Incibio 200SC này chỉ cần một lần phun, bà con nông dân chúng ta sử dụng chỉ cần một lần phun, nó hiệu quả với sâu cuốn lá cực kỳ hiệu quả và nó kéo dài được khoảng 21 ngày và nó cắt cả một lứa sâu hết bà con. Incibio 200SC thì nó có một cái cơ chế tác động mới thì nó sẽ giúp cho bà con nông dân chúng ta phòng trừ hiệu quả sâu cuốn lá, cắt cả một lứa sâu và bên cạnh đó là nó giúp bà con nông dân chúng ta là phun phòng trừ được cái sâu gối lứa hay bà con. Nó diệt cả sâu lớn và cả sâu non hay bà con. Với Incibio 200SC thì nó có một cái công nghệ, đó là công nghệ Plinazolin. Đây là một cái công nghệ tiên tiến nhất của Syngenta tại Việt Nam. Thì nó sẽ giúp bà con nông dân chúng ta hạn chế được cái việc mà mưa rửa trôi hay bà con. Đặc biệt thì trong cái mùa này thì vụ hè thu này thì cái tình trạng mưa nó xuất hiện rất là nhiều. Thì khi mà sử dụng cái sản phẩm Incibio, nếu sau 30 phút phun mà nó bị trời mưa đó bà con thì chúng ta sẽ khỏi cần phun lại hết bà con. Với cái Incibio này thì bà con nông dân chúng ta sử dụng với cái liều lượng đó là 0,1 lít trên 1 hecta. Bà con nông dân khi phun thì mình phun ở ngay cái thời điểm là sâu non tuổi 1 và hoặc là chúng ta có thể quan sát là sau khi mà bớm rộ 3-4 ngày thì chúng ta tiến hành phun Incibio 200SC. Thì với Incibio thì sẽ giúp bà con nông dân phòng trừ hiệu quả sâu cuốn lá. Ra cái sâu bị kháng thuốc mình xịt có khi là 2-3 lần, nhưng mà xịt thằng Incibio này là nó sẽ một lần một là mười mấy ngày sau rồi còn không còn thấy phát hiện lại, phòng ngừa được thời gian dài. Cái lá lúa nó là một cái bộ phận để sản xuất ra tinh bột cho cây lúa. Thì nó nếu mà sâu cuốn lá hại quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái bộ máy quang hợp của cây lúa, thì từ đó là nó sẽ gây ảnh hưởng thất thoát năng suất về sau của cây lúa. Chính vì thế là bà con nông dân chúng ta cần tiến hành để phun phòng trừ sâu cuốn lá càng sớm càng tốt.